Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của Ly. Và video lần này của Ly chính là video các sản phẩm mà Ly yêu thích trong tháng 6 vừa rồi. Ly biết là lần này Ly hơi chậm trễ nhưng mà hy vọng các bạn thông cảm nhé. Tại vì lịch làm việc của Ly khá là dày đặc, thế nên là có một chút thời gian để quay video là rất là quan trọng. Và như các bạn đang có thể nghe ở phía ngoài thì đang mưa rất là to, thế nên là Ly mới có thời gian để có thể ngồi tại đây và làm video cho các bạn. Bây giờ thì Ly sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, tại vì trong chiếc túi mà Ly đang để những món đồ mà Ly yêu thích của tháng này thì nó có rất là nhiều đồ hay ho đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Các sản phẩm tẩy trang thì đã không còn quá xa lạ đối với các bạn gái, đặc biệt là các bạn gái thích make up như Ly. Dù bạn chỉ có skin care thôi, chỉ có dùng kem chống nắng thôi thì việc sử dụng tẩy trang cũng rất là quan trọng. Còn đối với bọn Ly thì là những người dường như là dùng make up hàng ngày luôn, thì việc sử dụng kệ dầu tẩy trang cũng như là các sản phẩm tẩy trang cực kỳ là quan trọng. Các bạn đừng đi ngủ mà khi chúng ta vẫn còn lớp make up lên trên da nhé. Dĩ nhiên sau một ngày làm việc mệt mỏi thì việc sử dụng quá nhiều bước tẩy trang cũng như là dùng quá nhiều thứ trong ngày thì nó cũng rất là làm khiến Ly mệt mỏi đấy. Đó lý do tại sao mà Ly lại luôn luôn sử dụng các sản phẩm, một là nước tẩy trang, hai là các sản phẩm dầu tẩy trang, và những ngày mà quá mệt thì sẽ chỉ là một bước thôi, đó chính là dầu tẩy trang. Nếu như bạn nào xem video skincare routine của Ly khi mà Ly đi Sài Gòn đợt tháng 4 vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy là Ly có sử dụng một sản phẩm dầu tẩy trang, đấy chính là sản phẩm dầu tẩy trang Shu Uemura. Và từ đó đến giờ thì Ly luôn luôn chỉ dùng cái sản phẩm này cho những hôm mà mệt mỏi quá, không muốn quá cầu kỳ với trong những bước tẩy trang, thì hãy dùng cái sản phẩm này để tẩy toàn bộ lên trên da của mình. Sản phẩm của Shu Uemura trong loại dầu thì Ly cảm thấy rất là ưng ý, bởi vì cái dòng này, dòng Ultimate 8 của Shu Uemura thì cái chất dầu nó rất là mướt. Vậy nên là khi mà chúng ta thoa lên trên da nó cũng rất là dễ chịu. Và vì cái việc là cái dầu rất là mướt như vậy thì Ly sẽ giảm được cái lực mà Ly tạo ở trên ngón tay của mình lên trên da. Vậy nên là khi chúng ta massage cực kỳ nhẹ thôi, chứ không cần phải massage quá nhiều. Khi mà chúng ta massage quá mạnh lên trên da thì bỗng nhiên chúng ta sẽ dần dần làm giảm cái độ đàn hồi của da, cũng như là cái độ mịn màng của da đi, vì chúng ta tạo quá nhiều lực mà. Như chúng ta cũng đã biết thì không nên tạo quá nhiều lực mạnh lên trên da của mình khiến da yếu hơn. Và việc mà cái dầu này nó mướt như vậy thì cũng giúp cho cái việc chúng ta bảo vệ làn da không bị thiếu lực đàn hồi. Và các bạn cũng đã biết thì đây là chính là sản phẩm dầu tẩy trang cao cấp nhất của Shu Uemura hiện tại, cũng như là có chứa một chút thành phần chống lão hóa. Chống lão hóa hay không thì Ly không thể nào biết được, tại vì Ly còn quá trẻ. Nhưng mà tuy nhiên là đây là một cái sản phẩm mà Ly rất là ưng ý trong toàn bộ dòng sản phẩm của Shu Uemura về dầu tẩy trang. Sử dụng dầu tẩy trang cho những lớp make up và dày, cũng như là những lớp make up và waterproof. Đặc biệt là mùa hè thì Ly biết là các bạn rất thích dùng waterproof để cho nó đỡ nhanh trôi. Thế nên khi mà chúng ta sử dụng dầu tẩy trang thì chúng ta có thể đảm bảo luôn là 100% cái lớp make up đấy nó có thể biến đi. Cách Ly sử dụng cho sản phẩm này đó chính là Ly sẽ để ra tay khô, tay phải rửa rồi nhá, và đã lau sạch. Ly sẽ bơm một lần ra tay khô và sau đó là úp hai mu bàn tay lại với nhau. Và xong rồi sẽ xoa đều lên trên mặt. Tất nhiên là xoa theo hướng từ trong ra ngoài để cho cái phần da của mình nó không bị chảy xệ. Và sau khi mà đã thoa đều trên da cũng như là đảm bảo được là chúng ta đi đến tất cả các ngõ ngách ở trên da của mình, thì các bạn có thể nhúng tay vào trong nước giật nhẹ nhàng thôi và vẩy vẩy nước đi một chút để tay chúng ta hơi ẩm ẩm. Và sau khi tay ẩm ẩm xong thì chúng ta sẽ la đều lên trên da để tạo nhũ hóa cho cái lớp dầu đã có sẵn trên da. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần rửa mặt đi thôi. Nhiều hôm buồn ngủ quá, mệt quá, Ly lười, Ly bỏ luôn cả Clarisonic, bỏ luôn cả sữa rửa mặt để mà đi ngủ luôn. Tại vì cái dầu này nó cũng làm cho da của mình rất là mềm mại rồi, không bị quá khô cứng như là các sản phẩm sữa tự rửa mặt khác. Nói chung là Ly rất là ưng bạn này đấy. Sản phẩm skincare tiếp theo mà Ly muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đấy chính là mặt nạ. Mặt nạ thì chúng ta dùng rất là nhiều loại mặt nạ đúng không? Mặt nạ giấy này, mặt nạ nén này, mặt nạ đất sét, mặt nạ rửa, mặt nạ ngủ, rất là nhiều loại. Và tuy nhiên là trong cái tháng này thì Ly sử dụng, đây là một cái sản phẩm Ly sử dụng nhiều nhất, đấy chính là sản phẩm của Kale Turmeric and Cranberry Seed. Cái sản phẩm này thì Ly tự mua ở đây, tự mua ở Lotte, trị giá là 350.000 cho một hũ này là 28ml, nghĩa là hũ nhỏ. Và như các bạn thấy thì Ly dùng khá là nhiều. Mỗi lần Ly dùng một cái chổi như là chổi foundation và sau đó xin Ly quét lên trên da của mình rất là mỏng thôi, và vừa đủ để chúng ta có khoảng 5 đến 10 phút để chúng ta đợi cho nó khô. Và sau khi đợi khô xong thì Ly sẽ rửa nhẹ nhàng với nước ấm và sau đó chuyển sang nước lạnh để cho cái lỗ chân lông của chúng ta không bị quá giãn ra. Và Ly rất là thích cái này. Trời ơi, hôm nào mà mệt mỏi ấy, về chỉ cần đắp cái này lên trên da, xong rồi sau đấy thì lại đắp mặt nạ giấy lên, kiểu
hôm sau hôm ra kiểu bóng sáng và nó kiểu trông rất là khỏe, chứ nó không bị kiểu cảm giác mệt mỏi như chúng ta thường thấy. Và với cái sản phẩm này thì nó dành cho mọi loại da, bạn nào cũng có thể dùng cái sản phẩm này. Trong này nó có nghệ và cũng như là cranberry. Nghệ thì giúp cho cái làn da chúng ta tươi sáng, còn cranberry thì có chất antioxidant, nghĩa là chất chống lão hóa, thì sẽ luôn luôn cho làn da chúng ta trông trẻ trung hơn. Và Lily rất là thích cái này, rất là thích, chắc là phải mua cũ lớn thôi. Trời ơi, hình như là chưa ai chê bạn này tí nào thì phải. Lily thích lắm ý. Dạo này thì Lily khá là mê Kiehl. Mỗi lần mà vào Lotte ở Liễu Giai là Lily cũng phải đi lượn qua quầy của Kiehl để xem là có cái gì mới hay hay. Mặc dù các sản phẩm của Kiehl thì không phải là lúc nào cũng, tháng nào cũng sẽ ra một dòng sản phẩm mới, mà họ rất là chất lọc những cái sản phẩm mà họ để đem ra. Và một cái sản phẩm mà Lily khám phá cùng với các bạn trai của Lily đấy chính là, đây là cái kem khử mùi của Kiehl. Cái này thì có ở trong đấy là có cam, có chanh và có linseed. Linseed thì Lily không biết là cái gì, nhưng mà tuy nhiên là cái này thì nó không phải là dạng lăn nhá, nó chỉ là một cái phần tròn tròn đấy thôi, không có lăn được. Và sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây để các bạn bơm ra. Sau khi bơm ra thì các bạn có thể lăn xuống cánh tay, lên xuống cánh tay, và nó đảm bảo luôn là chúng ta không bị mùi. Dĩ nhiên là trong mùa hè thì chúng ta không thể nào tránh được cái việc mà chúng ta sẽ hoạt động nhiều hơn là mùa đông, cũng như là chúng ta sẽ có thể tiết mồ hôi do thời tiết ở bên ngoài quá nóng nực. Và việc mà chúng ta luôn luôn sử dụng kem khử mùi, kem chống mùi sau mỗi lần đi tắm và cũng như là trước khi chúng ta đi đâu đó thì nó rất là quan trọng đấy. Chúng ta vừa phải đảm bảo sạch cho bản thân mình mà vừa phải đảm bảo là thiện cảm cho người đối diện. Và với cái sản phẩm này thì Ly rất là thích, và Ly đến mức mà Ly đã đầu độc được cả anh Dũng dùng cái sản phẩm này. Và anh ấy cũng một lần kiểu thích quá, thế là khoe lên security kiểu chả liên quan gì cả, anh chuẩn bị làm beauty blogger đến nơi rồi đấy à. Và đấy, không chỉ có con gái mà con trai cũng thích. Và cái mùi ở đây ý, thì nó không có mùi, nó không có mùi một tí nào, nhưng mà nó có tinh chất cam và chanh, thì giúp cho cái phần dưới cánh tay của chúng ta không tiết ra mùi khó chịu, nhưng mà nó vẫn có tác dụng thêm, đấy chính là sẽ dần dần sẽ làm sáng cái vùng dưới cánh tay của chúng ta ra. Một sản phẩm nữa Ly có đấy chính là sản phẩm về tóc. Như các bạn thấy thì tóc Ly là tóc tự nhiên, Ly không bao giờ nhuộm cả. Ly kiểu cảm giác như là Ly là một con hơi dị là tại vì Ly cực kỳ sợ nhuộm tóc. Mấy lần cũng nghĩ là hay là mình đi nhuộm tóc đi cho nó khác, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy là cái mái tóc tự nhiên của mình này mà đi nhuộm thì hơi phí. Vậy nên là các sản phẩm chăm sóc tóc của Ly thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ly đa số là sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc là dưỡng mềm tóc cũng như là trị gầu, tại vì mùa hè thì lâu lâu cũng hay bị gầu ấy. Chuyện đấy là rất là khó tránh. Thì Ly phát hiện ra cái sản phẩm này, đây chính là sản phẩm Eva Rocher Anti Recurrence Dandruff Shampoo. Cái này thì là chiết xuất từ lựu, và cả Ly lẫn anh Dũng đều dùng cái này, và anh Dũng thì rất là thích cái này vì nó trị gầu rất là tốt và làm cho tóc lúc nào cũng rất là sạch. Ly mua cái này của Eva Rocher cũng khá lâu rồi, và đây là chai đầu tiên của Ly. Anh Dũng thì đã dùng sang đến chai thứ hai rồi, tại vì Ly cũng kiểu sử dụng nhiều loại dầu gội khác nhau ấy, thay đổi cho với nhau. Khi nào mà cảm thấy là tóc hơi có dấu hiệu của gầu thì Ly sẽ dùng cái này, thì nó gần như là hôm sau nó sẽ triệt hết. Còn hôm nào mà cảm thấy tóc hơi khô, tại vì dùng cái này xong thì tóc cũng hơi khô một chút, thì Ly sẽ dùng dầu gội dưỡng ẩm của Macheri hoặc là Dove. Đấy, thì dạo này thì mình đang dùng những cái này và cảm thấy rất là thích. Đây là dầu gội chuyên dành cho chăm sóc tóc gầu, và Ly cũng thấy là Yves Rocher thì cũng có một số các cái dòng sản phẩm về dầu gội dành cho các loại tóc khác nhau, dụ tóc nhuộm này, tóc khô, tóc da dầu các thứ, thì mọi người cũng có thể tìm hiểu thử xem nhé. Bây giờ thì chúng ta chuyển đến sang chuyên mục make up, và sản phẩm make up đầu tiên mà Ly có đấy chính là son dưỡng môi. Đây chính là sản phẩm son, đây là sản phẩm Lip Rescue của Tarte, và màu này là màu nút. Nó có rất là nhiều các sản phẩm màu khác nhau. Cái này thì Ly đã khoe trong cái haul US haul của mình rồi, mà tuy nhiên là cái này thì là màu nút, nghĩa là lên trên môi của mình nó hơi có màu hồng tí nhẹ 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 thôi. Hồng không phải là hồng đậm mà là hồng nó sẽ hồng nút, thì nó rất là dễ chịu và nó đem đến cảm giác là mát. Tại vì cái trong này thì nó có bạc hà mà, nên mát môi cực kỳ luôn. Đặc biệt là mùa hè thì rất là thích, mùa đông thì chắc hơi lạnh. Mà tuy nhiên thì Ly đã dùng khá là nhiều. Em này Ly luôn luôn để ở trong túi đi làm của mình, và mỗi lần mà môi khô thì chỉ cần thoa em này lên và đã rất là mềm rồi. Cái dưỡng của em này thì cực kỳ nhiều, và gần như là trong tất cả các sản phẩm của Tarte thì đều có độ dưỡng rất là tốt. Và Ly còn cực kỳ thích cái bao bì này của em, vì trời ơi xinh dã man.
sản phẩm son môi khác mà Lê cũng rất là thích trong tháng này, bởi cái bao bì của nó cũng như là đây là một cái sản phẩm của một hãng mà Lê rất là ít khi dùng, đấy chính là Elizabeth Arden. Đây là sản phẩm Elizabeth Arden màu Ceramide Ultra Lipstick Coral Vibration. Màu này rất là xinh, màu này dùng mùa hè xinh cực. Để Lê swatch cho các bạn xem nhé. Đây, đây là màu của em, nó kiểu đúng màu coral ấy, xinh dã man luôn. Và chất son ấy thì lên cũng rất là bền màu trên bên môi. Ngoài ra thì nó cũng không gây cảm giác khô môi, mà như các bạn biết thì Ly là một người đứa con gái mà rất là ghét khô môi. Cái này vỏ cũng rất là dễ thương, khoảng màu vàng, xong rồi nó có những cái điêu khắc như là kiểu cánh cửa sổ ấy, rất là đẹp. Và đây là cái sản phẩm mà Ly khá là thích trong mùa này. Nó cũng không có mùi gì đâu, không có mùi gì cả. Và khi mà đưa lên môi thì nó rất là mướt, không hề bị ăn lên những cái rãnh môi của Ly. Tiếp theo sau đấy thì chúng ta có một sản phẩm concealer mà Ly dùng khá là nhiều trong tháng này. Đấy chính là sản phẩm concealer của Make Up For Ever. Đây là Ultra HD Invisible Cover Concealer. Cái sản phẩm này thì Ly thấy là nó phù hợp với cả che vùng quầng thâm mắt hơn là che vùng mụn, tại vì nó hơi bị mềm và mịn quá cho vùng mụn ý. Những cái vùng mụn thì chúng ta sẽ nên cần các cái sản phẩm mà kem trang khuyết điểm nó khô một chút, ví dụ như dạng stick hay như là dạng kem kiểu kem hơi khô ấy, thì nó sẽ tránh được là cái phần concealer đấy của chúng ta bị di chuyển quá nhiều ở trên phần mụn. Riêng cái phần mụn thì chúng ta nên sử dụng các sản phẩm nào nó hơi khô một chút so với phần mắt. Thế nên là Ly luôn luôn có hai sản phẩm khác nhau để dùng cho phần mắt cũng như là phần mụn. Mụn một cái và mắt một cái. Mắt thì thường thường sẽ dùng những cái mà nó nhiều dưỡng ẩm hơn, mềm mại hơn. Còn ở phần mụn thì mình dùng cái nào khô hơn, ví dụ như là NARS Radiant Concealer. Thì cái sản phẩm này thì Lý rất là thích cho vùng cuống mắt. Một cái đặc điểm rất là hay của cái này đấy chính là nó có cái đầu tròn tròn ấy. Đầu tròn tròn này chúng ta lướt lên trên cuống mắt thì rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Thế nên là bạn nào mà muốn mua cái này dành cho mụn thì Ly khuyên là không, mà hãy mua cái này dành cho mắt. Và màu của Ly dùng là màu E23, là màu khá là match với cả cái vùng quầng mắt của Ly để cho nó bừng sáng hơn. Và cặp đôi sản phẩm cuối cùng mà Ly có cho lần này đấy chính là cặp đôi sản phẩm mascara mà Ly sử dụng gần như là hàng ngày luôn. Không ngày nào là Ly không sử dụng hai cặp đôi này. Đầu tiên đấy chính là Benefit The Real. Đây là loại mini mà Ly có. Thì cái này nó làm cho cái sợi mi của chúng ta nó dài hơn ấy, dài hơn rất là nhiều, và nó tăng cái độ dài của mi ra, tạo ra cảm giác phen quạt. Còn cái này là L'Oreal Full Lashes Mid Manga, thì cái này là waterproof, thế nên là Ly thường là để lớp thứ hai Ly trải lên để cho nó đều mi hơn, làm dày mi cũng như là giữ được cho mi bám được lâu và mascara không bị trôi qua ngày vì nó là waterproof. Và đó chính là cái bộ đôi sản phẩm mà Ly rất là thích. Lúc nào mi của Ly trông cũng rất là đẹp luôn, và ai cũng kiểu khen là ôi em dùng chải mi gì đấy. Và đây chính là bí mật của Ly. Và thế là video về các sản phẩm có mặt trong tháng 6 nhiều nhất của Ly đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Mà đừng quên comment ở phía dưới cho Ly biết là các bạn đang thích sản phẩm nào. Và Ly sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye! Mwah. Xin chào các bạn, và chúng ta lại quay lại với nhau trong video này. Và video này thì như các bạn đã nhìn thấy ở dưới title, đấy chính là video nói về first impression của sản phẩm L'Oreal Lumi Cushion mà Ly đang có trong tay tại đây. Và đây chính là sản phẩm mà Ly đã mua trong đợt đầu năm vừa rồi, nhưng mà đến tận bây giờ thì mới có thời gian để làm video cho các bạn được. Tháng 4 vừa rồi chứ, tháng 4 Lý mới nhận được cái sản phẩm này. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn tìm được một trong những cái sản phẩm cushion mới để dành cho bản thân trong mùa hè này nhá. Vì Lý biết chắc chắn là mùa hè